Xin chào tất cả các bạn. Ở video trước thì tôi cũng có quay Rubik 3 và 4. Có rất nhiều bạn, cảm ơn các bạn, rất nhiều bạn quan tâm làm nào quay được. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn thật là chi tiết, thật là chậm để cho kể cả những bạn mới bắt đầu làm quen thì cũng sẽ dễ dàng quay được. Và chúng ta cũng bắt đầu video nhé. Đây là giới thiệu bạn, đây là Rubik 3 này. 3 x 3 có 6 mặt. Thì trên một mặt có 9 viên. 1, 2, 3 4, 5, 6, 8, 9. Thì trong đó có một viên ở chính giữa gọi là tâm. 4 viên góc, 4 viên góc và 4 viên cạnh. Thì quy trình mà giải Rubik này thì sau đầu tiên chúng ta quay mặt đầu tiên này. Mặt sau đó đến tầng thứ nhất cùng màu này, một tầng này. Tầng thứ hai đây, và đây tầng thứ ba. Đấy, tầng một này, tầng hai này, tầng giữa, tầng ba. Thì có một số cái chú ý để cho các bạn mới tập quay ấy, các bạn mới quay thì hay bị nhầm, để quay ngược hay là lại mất công quay lại. Thì cái cách giải ở đây, cách giải của tôi thì tôi sẽ quay mặt trước này. Trong quá trình quay các bạn chú ý đây, quay mặt này, mặt này thì đầu tiên là giải chữ thập trước. Sao cho, nhưng mà để nhớ nhé, sao cho ví dụ đây là cạnh vàng thì mình tâm vàng thẳng luôn, cạnh xanh nước biển cùng với tâm xanh nước biển, cạnh trắng cùng với trắng, xanh là cây thì cùng với xanh là cây, ok. Bây giờ chúng ta bắt đầu tiến hành đi giải. Ra chúng ta có thể chọn một cái mặt bất kỳ, thì cho mặt chúng ta chọn một cái tâm bất kỳ trước. Ví dụ đây tôi quay màu cam đi, ok, chọn tâm màu cam để lên trên này, quay mặt lên bên trên. Đây, tôi nhìn đây tâm cam bên trên nhá, tôi nhìn thì tâm cam ra đúng theo quy trình là chúng ta sẽ quay hình dấu cộng trước. Đấy, hình dấu cộng trước và cố gắng làm sao mà ví dụ giả sử đây là màu trắng đúng không, khi quay cộng thì cố gắng đưa màu cam này, màu trắng vào đây luôn thì chúng ta đỡ mất công xoay lại. Đây, ví dụ như đây cam trắng đây, sang cạnh này ta giữ xoay lên là được này, xoay lên, ok, được một cạnh thẳng cái tâm dưới này luôn thì lúc sau đỡ mất công. Cam tiếp tục nha, đây là nhìn thấy màu vàng, đây tâm màu vàng này, cam đây, vàng đây, tâm vàng thì xoay xuống đúng không, thẳng với tâm vàng, màu cam nó xoay lên rất được nửa dấu cộng hai cái tâm này. Thì giờ còn cái tâm
màu xanh nước biển, màu xanh lá cây. Đây ta tìm đây, xanh nước biển thì đây, xanh nước biển, màu xanh lá cây, đây, cam, màu xanh lá cây đúng không? Ta cho màu cam này. Xanh cây thẳng, màu xanh tâm sảnh thẳng với tâm xanh là cây xoay lên, ta sẽ có cái viên thứ ba đây, tâm thứ ba, ok thẳng rồi này. Giờ là còn mỗi viên màu cam và màu xanh nước biển, xem nó nằm đâu nha. Đây, màu cam xanh nước biển, cam đây, xanh biển đây, ok. Màu cam xanh biển, màu xanh nó đang nằm bên cạnh này, mình cần lật lên đây đúng không? Chúng ta quay ngược xuống này sang bên cạnh, bên cạnh dưới đây. Sau đó tôi quay cái hàng ở giữa này xuống, quay hàng giữa xuống nha, quay hàng giữa xuống đó. Đây viên này cam xanh biển, đây thì tôi quay ngang sang là được luôn, quay ngang sang lại quay giữa lên, đúng chưa? Bây giờ thì chúng ta đã có dấu cộng và các tâm chuẩn đúng luôn. Bây giờ chúng ta để xoay các góc. Đấy, ở góc thì sẽ có ba mặt. Ba mặt thì chúng ta nhìn ở đây. Ví dụ ở đây sẽ là viên này sẽ là phải viên cam này, mặt trên là cam này, mặt bên này là vàng, mặt bên này là xanh nước biển, cam vàng xanh nước biển. Đây, cam vàng xanh biển, đây bên này đang nằm đây. Đó. Cam xanh nước biển là trắng, đây thì cam này xanh nước biển, trắng thì nó phải vào đây. Đó, bình thường nó vào đây. Đối với những người mà mới quay thì sẽ khó phân biệt là quay cái cạnh này hay cạnh này xuống. Đấy, thì cái đơn giản nhất các bạn đưa sang thẳng cạnh này, đừng như có cạnh này xuống đúng không? Quay sang đây, quay cạnh này xuống, và quay sang, ok lại quay lên. Thế là được, viên này chuẩn rồi đúng không? Tiếp theo đây, chọn viên này trước đi, chọn viên các cái cạnh nó nằm bên trên trước, thì viên cam này, xanh là cây này, màu vàng nằm ở đâu? Đây rồi, cam đây, xanh là cây đây, vàng đây. Đấy, tương tự như thế, chúng ta xoay về đúng vị trí nó nằm như này. Đấy, sau đó tôi xoay ngang một cái xuống, quay ngang này, quay lên, được chưa? Đấy, tiếp tục, đây là màu cam, màu trắng, màu xanh lá cây, thì đang nằm dưới, và tí tôi sẽ hướng dẫn các bạn sau. Rồi tôi quay góc này cho vàng này, cam này và xanh nước biển. Đấy, lại quay sang đúng không, thẳng quay sang, quay xuống, quay sang, quay lên, ok. Tiếp theo còn màu cam, màu trắng và màu xanh là cây,
Đây, nó nằm ở mặt dưới này. Nằm ở dưới này thì chúng ta phải lật nó lên cạnh này đi cho là dễ. Đó, bằng cách là đưa thẳng về cái vị trí cần thay thế đúng không? Đây, thẳng vị trí cần thay thế. Quay xuống, quay sang ngang, đó, quay quay lên ngang. Được chưa? Đấy, thì nó lên, sau đó ta lại quay ngược lên này. Đấy, nó quay về đúng vị trí đây. Đúng không? Quay xuống, quay sang. Lên, ok. Đấy là, thế là ta xong được một mặt. Và nó đúng luôn cạnh này. Đúng luôn tâm này. Đấy, cạnh với tâm, cạnh với tâm, cạnh với tâm. Đấy, tiếp theo ta sẽ giải đến cái tầng 2 này. Tầng 2 đây ta xem có được tầng 2 liên quan, tại vì lúc trước mình làm đúng tâm rồi thì giờ chỉ xoay đúng các cạnh, bốn viên cạnh này đúng là xong. Thì nhìn sơ qua thì có đây có viên cạnh này đúng rồi này, trắng màu xanh là cây này cũng đúng nhưng mà nó hơi ngược ngược bên, nên là xanh là cây đây, vàng đây. Đó, thì có một cách đơn giản mà không không phải nhớ. Ví dụ ở đây màu vàng này, vàng màu xanh, vàng xanh nước biển nhá, thì nhìn cái mặt trên trước thì có viên cạnh này, đây là thường nó nằm ở bốn vị trí này đúng không, bốn bên cạnh. Đó, thì đây có vàng xanh nước biển. Ok, thì chúng ta sẽ để cái mặt vàng sau khi quay cái mặt mặt này thì chúng ta để luôn để vào lòng bàn tay này, rồi quanh dưới, luôn để quanh dưới. Trong mọi cái quá trình thì mặt này luôn làm chuẩn, luôn lúc nào nó cũng quanh dưới như này. Thì cho các bạn mới, bạn sẽ dễ nhớ, hay nhầm thì để như này thì sẽ không bị nhầm. Đấy, thì bây giờ luôn luôn cầm ở dưới lòng bàn tay như này. Đấy, nãy tôi chỉ nhận đây mặt trắng, mặt xanh là cây, ok. Đấy, thì ta để giả sử cái mặt trắng đây. Đấy, mặt trắng này quay về phía người nhá, quay phía người chúng ta. Thì trắng đây ở trên này đúng không, để đối diện mặt này. Đó, trắng đối diện mặt này, đây màu xanh. Thì như vậy là gì? Tức là ta muốn thay viên trắng xanh này vào vị trí này đúng không? Đó, trắng xanh theo vị trí này. Ok đấy nha, bây giờ tôi sẽ dán đây, dán cái viên, ví dụ đây viên này, viên số 1 này, viên này viên số 2, đúng không? Để tôi cho các bạn dễ nhìn, dễ hình dung. Đây bây giờ tôi muốn thay viên số 2, muốn thay viên số 2 đúng không? Vào vị trí viên số 1. Đấy, đầu tiên ta để mặt trắng đây, mặt trắng đây thì nhìn bên trên nhé, mặt trắng thì mặt trắng bên trên đối diện này, trắng này, xanh nước biển này. Đấy, đầu tiên ta quay cái cạnh này lên để viên số 1 nó lên trên đây. Quay lên này. Ok. Đúng không? Muốn cái số 2 này sang đây thay thì ta phải mất hai bước, đầu tiên cho số 2 sang đây trước. Đó, quay sang. Thì vì là bạn vừa quay cái mặt đây, mặt dưới này đây, nhìn vào dưới đây. Vừa quay lên cạnh này. Thì nếu mà ta xoay tiếp sang thì nó sẽ thay đổi mất.
ta lại quay trở về trước. Đã vừa đấy, đây mặt đáy nhá, quay trở về này. Đó, đúng chưa? Tiếp tục này, viên số 2 lại quay sang một lần nữa. Đó, quay sang một lần nữa. Thế là đúng chỉ rồi đúng không? Đó, nhưng mà mặt dưới này chưa đủ. Thế bây giờ ta quay cái cạnh này lên này. Đó, quay cạnh này lên. Sau đó quay cam sang đây, cam sang. Đó, quay về. Đấy, thế thì ta đã có viên số 2 vào đúng vị trí, đúng chưa? Thế tương tự nha, lấy một ví dụ tiếp theo. Ở đây xanh với vàng, xanh vàng, xanh vàng đây. Thì ta nhìn thấy viên này vàng trên xanh ở cạnh dưới đúng không? Thì đây quay lại, quay mặt vàng đối diện với vàng. Đấy, mặt trên, nhìn mặt trên. Đó, thì ta lại này, có viên đây là cần thay viên số 1 bằng viên số 2 đúng không? Đây, thử lại nhé. Tiếp, một đây, viên số 1 này thì như nốt lại đúng không? Ta quay lên. Để thay vào vị trí này đúng không? Thì xoay sang một lần, lại quay xuống trở về này. Đây, mặt đáy, mặt chuẩn đáy ra. Lại quay xuống trở về. Quay xuống trở về, ok chưa? Viên số 2, quay sang một lần nữa. Đấy. Rồi, đấy, lại quay cạnh này lên. Bạn nhìn này, đấy, quay lên. Nó xoay sang ngang, xoay về vị trí cũ này. Đó, thì ta đã có số 2 thì đúng vị trí vàng và xanh nước biển. Ok, thì đây là sẽ xảy ra một trường hợp đặc biệt, tức là gì? Tức là vào đúng cái vị trí mà hai bên này lật, hai bên cạnh này đúng vị trí rồi nhưng mà khác mặt, khác màu, khác màu. Đấy, thì chúng ta lại thay thế nó ra, thay ra thì cũng tương tự, coi như đây là thay viên bất kỳ vào đây lần lại đúng không? Đây lại thay quay lên. Dán lại nhé, dán lại cho bạn nhìn một lần nữa đây. Đây bên số 1, đấy, tôi muốn thay ra, thay bên bất kỳ, đấy, thay muốn cho bên này vào đi. 1 này, đấy, đúng không? Quay lên, quay sang, quay xuống, quay sang, quay lên. Đấy, hai về cần chỉ cần thay, đúng chưa? Bây giờ lại thay ngược lại viên số 2 bằng cái viên số 1 thôi, lại đây một viên chuẩn. Đấy, thay mặt xanh, mặt trên này là mặt xanh thì quay đối diện. Đấy, quay đối diện này. Ok, quay lên, quay sang, quay xuống. Đấy, quay xuống để nó đúng với vị trí cũ. Quay sang một lần nữa, quay cạnh lên, quay sang, quay xuống. Thì chúng ta đã có một mặt này, tầng 1 này,
tâm này, và tầng 2